như cái ông Elon Musk, ông cũng khôn vậy, nhưng mà rốt cuộc ông cũng bầu cho Biden. Ông có nói trên Twitter, ông nói ông hối hận ông bầu cho Biden, lý do là ông muốn nước Mỹ có một người lãnh đạo bình thường. Thì, tức là ý ông nói là ông Trump không có bình thường đó, không có bình thường, thành ra ông bầu cho Biden. Rốt cuộc cuối cùng chẳng bầu ai, thuộc dạng là Biden Cộng Hòa cũng ủng hộ, nhưng mà không có thuộc về dân chủ, không phải Cộng Hòa, không có mít lòng ai hết. Tại bầu nào đó nó bình thường, nó chưa có đậu được cái chức thì nó ngoan như con mèo, đến lúc mà nó có chức rồi nó như con cọp, thằng nào cũng như con nấy. Như sư phụ nói ở trên đó thì có khi nào mà hai vợ chồng hay là anh chị em mà cùng lên một tầng trời nó gặp nhau ở trên không? Gặp. Hôm nay bởi vì tại sao thì họ đang khuyến khích hai chồng sắp ly dị, vợ thì họ thiên, chồng thì họ nhậu, hoặc là thì sư phụ mới đổi họ từ họ nhậu thành họ thiên luôn. Thì từ từ lên đây có cái điển sư phụ và có núi, thì từ từ gia đình hạnh phúc, mình cũng làm được nhiều vụ như vậy. Người hoặc là vợ thì họ thích đủ thứ, chồng thì họ thiếm, ngược lại. Nghĩa là cùng với nhau tu tập, cùng với nhau rồi lên trên điện mẹ cứ tu chung vậy đó, rồi cứ khám nguyện chung. Còn hoặc là không biết tu rồi cứ đừng có gọi là những cái gì gọi là làm cho mình mất phước á, mất duyên á, từ từ cũng sẽ về gặp chung nhau hết, giống như thiên tươi với đệ tử là gặp nhau tiếp tục. Nếu hôm nay chịu nhức đầu bả nổi thì lên trời tiếp tục nhức đầu sẽ tiếp tục gặp chắc chắc ở trên tiếp. Ở trên thế giới này á, con sẽ không, thưa không biết có hay không, tại sư phụ chưa có hỏi mấy gì, mà theo sư phụ biết á, chỉ có sư phụ là người, không biết phải là người duy nhất không à, là có thể sống hai cõi như vậy và biết được hai cõi. Có Chúa Giêsu. Có hả? Dạ, Chúa Giêsu cũng sống hai cõi hả? Dạ, là mang thân xác là người và một người. À vậy hả? Mà nhưng mà đó là ông đã depart rồi. Mình đang nói right now, present. À, bây giờ thôi. Hiện giờ có ai không ta? Hả? Thì ý nó ngoài sư phụ ra còn có ai không thôi. Tôi cũng đang tìm á. Sư huynh có phải không sư phụ? Huynh là đừng hỏi trên mạng con, trả lời không có được. Chút lên hỏi không. Mấy cái ông thầy Tây Tạng hay là những vị mà ngồi có ngũ nhãn lục thông á, mà do cái tu tập á, nó lại khác. Đó là do cái lực tu tập tinh tấn cả đời mới không đạt được khác. Cứ mà ông mà ngày mai bị ẹt á, có thể thiêu một đống xá lợi đó, nhưng mà khi tái sanh lại thành baby lợi cũng phải tu tiếp. Nếu không tu tiếp là người thường bình thường, hiểu không? À, còn nó cái gì dạng này nè, dạng xăng pha nhất nửa trên nửa dưới. Vậy đó ông Dalai Lama thì sao hả sư phụ? Ông Dalai Lama ở bên cũng vậy, cũng là tái sanh. Mỗi lần sư phụ hỏi cốt ông là gì, mấy gì ông mới nói, mấy gì ông biết, mấy gì nói là mà ngày nào Lai Lạt Ma sư phụ là hai người cùng sanh ra vào một cái thời đại này, hai người cùng có nhiệm vụ xuống để mà làm lợi cho một cái quốc gia mà họ đã mang ơn ra cái thân người độc lập tự do và hùng mạnh trở lại. Thì sư phụ với ổng là hai người cùng cái ý nguyện đó. Một ông tám mấy tuổi mà ổng nói là bảo đảm ổng sẽ lấy Tây Tạng lại.
trong đời ông còn sống. Sư phụ năm mấy tuổi sư phụ cũng nói bảo đảm sư phụ sẽ làm nước Việt cường thịnh trở lại trong đời của sư phụ còn sống. Thì mấy vị mới nói là hai người đều đạt được hết. Thì cho nên mỗi lần mà sư phụ mà thấy nản nản mà chờ hoài á, mà ông thấy Biển Đông dậy sóng á, thì mỗi lần nhìn cái hình ảo là mình vui à, ông còn thì tôi còn. Ông có còn sẵn sẵn bỏ đúng không? À, thì là hai người có nguyện lực giống nhau khi xuống trần. Nhưng mà một người á, thì đem cái đạo Phật ra khắp thế giới, còn một người thì truyền một cái đạo mới thiên tâm, cũng là đạo Phật. Không có ổng, không Âu Châu không có biết có Phật, biết Phật, đạo Phật và Mỹ nữa. Còn sư phụ thì lập ra cái đạo, nhưng mà ngài không thể lập đạo được. Là vì ngài có thể đến một cái buổi thuyết giảng 5-7 nghìn người sinh viên trường đại học này trường đại học kia, nhưng mà họ đi về rồi họ vẫn giữ cái đạo Công giáo của họ nghe. À, sinh viên nó tới nó nghe ổng nói nhưng mà về cũng vẫn giữ đạo của nó. À, nó coi ổng là một vị rất là giống như smart skill, để nó tới nó học được cái gì nó học. Ổng không có là, còn sư phụ thì lập cái đạo để mà đổi thằng sinh viên đó từ đạo Công giáo thành đạo Phật được. Đó là sư phụ thì nó theo đạo thiên tâm thì nó phải học Phật thôi. Ở quê hương cõi trời chúng ta đó, nó có rất là nhiều. Mình nói là mình không có việc làm, không có công ty để mình làm đúng không, không có accounting đúng không, nó có đó. Sư phụ xuống đây á, sư phụ gặp hai thằng, thằng Mon Bon á, nó là nhà băng bên kia. Sư phụ coi lại cốt, ô thằng này trên trời nó là làm trong nhà băng, xuống đây cũng làm nhà băng, chẳng có nhà băng nữa đó. Để mấy gì nói à, nhà băng với thiên đỉnh kiểu gì mình không biết, nhưng mà chắc là để phân hỏi mỗi lần mỗi tháng phát lương cho mấy chư thiên đó, mấy người mà làm công chức ở chảnh là chắc lấy từ nhà băng rồi đó. Xuống đây cái khiếu nó cũng vậy. Rồi có ông kia, ông hiện giờ cũng làm MC chạy vòng vòng mấy đám cưới ở này nè, không có nói tên đây. Cái coi ra cốt là ông mấy gì nói ồ ở chảnh cũng làm MC mấy cái buổi dạ tiệc đó. Ở trên trời cũng có MC nữa. Rồi bữa có cái bà Mỹ, cái bà gặp cái sư phụ mới hỏi cốt bà cũng bà thích ngồi thiền tu, tại mấy người chưa thiên xuống đây á, gặp sư phụ á giống như nó có tầng trường gặp đâu rồi họ khoái lắm, thì mình mới biết à du thích tôi là gì, mình cho nó gặp. Rồi coi ra thì mới biết bà là chef nấu ăn ở trên thiên đình, ở trên cũng có nhà bếp nấu ăn nữa, ngộ biến một chuyện. Rồi mà không hiểu cái hệ thống bệnh như thế nào, nó cũng đầy đủ như mình, cái sinh hoạt của người ta vậy. Sau này thụ mới biết đó là khi mà trở về cái clip hồi sáng nói, cha mẹ thành lập ở trái đất này cho chúng ta xuống đây thì dùng cái trên kia duplicate xuống y như vậy luôn, nhưng mà khác nhau có một chỗ là mình hai dimension, mình phải mang thân tứ đại, phải ăn cơm, phải uống nước, rồi trong người của mình phải hít không khí mình mới sống được. Khác nhau ở chỗ đó. Để chi? Để cho mình chịu đói, chịu lạnh, chịu khổ thì mình mới biết sợ, rồi từ đó đó mình mới học những cái hiền từ, mình mang mấy cái đó thành làm cái hành trang để đi về. Đó là mục đích của chúng ta, the whole idea là như vậy thôi. Nếu không chúng ta không cần mang thân người chúng vẫn sống. Mình, tại vì mình đang có một cái sự sống. Còn mình mang thêm một cái thân người nữa ngoài cái chân thần ra, để mình chịu những cái đó, để mình học những cái nó khó khăn hơn. Tại vì mang cái này nó vướng bận như lắm, không biết không à, mỗi ngày tắm ôi, mệt lắm, nhiều chuyện lắm, nhất là phụ nữ kỳ đồ nữa ôm ghê gớm. Còn khi trên kia không có mấy vụ này thì mình thấy nó không có gì gọi là trân trọng. Để mà mình trân trọng cái đời sống trên cõi trời thì từ đó mới có là dạ ma thiên. Dạ ma thiên là cái đám mà nó cũng có phước,
tối ngày nó cứ ăn chơi không à, nó không có chịu tu nó, bởi vì Phật ở trển là gọi là thất nghiệp luôn á. Giảng pháp thì nói chuyện kiểu nào cũng không có ai nghe. Tại vì vui quá không có nghe Phật giảng pháp. Thì Phật tái sanh xuống trần mang thân người để giảng pháp, họ càng không nghe luôn. À, chúng sanh lì vậy đó, lì từ trên trời lì xuống dưới thế gian nữa. Nhưng mà thường á, những chư thiên danh trời á xuống rớt xuống, không có rớt xuống, đùng xuống cái địa cầu này. Địa cầu này khổ quá, chịu không nổi. Thường rớt xuống Bắc Cô Lô Châu. Ở Bắc Cô Lô Châu á, những cái chúng sanh ở trên đó, cái thân người của họ khác hơn mình, nhưng mà họ cũng là người. Cái tuổi thọ của họ sống dài hơn là 700-800 năm. Rồi họ ở cái gọi là cái quy tắc của họ đó, gọi là cái process, nó cũng như cái công thức nấu phở hay công thức nấu này nấu kia vậy đó. Cái process của họ là không có được ái, có nghĩa là làm vợ chồng được 7 ngày sanh ra con rồi, thảy con ngoài đường rồi đi tiếp, cặp bộ người khác đẻ tiếp, dục con ngoài đường để cho người khác nuôi. Là ở Bắc Cô Lô Châu họ như vậy. Họ không có cần tốn tiền ô theo hay là credit card gì hết trơn á. Rồi cái có cái cây mọc ngoài đường nằm mở ra, rồi cái biết hai người này là không phải là trong dòng máu, là họ cứ vô đó đúng 7 ngày rồi cái sanh ra, bye bye anh, bye bye em, cái đi góc đường cái khác cứ thế mà làm. Thì cái chúng sanh ở đó là nó sướng như vậy. Tại vì mình dính cái ái, mình đẻ con ra mình cách nhiệm đúng không. Cái đất của mình á là ở trên gài xuống nhiều lắm. Cũng giống như con làm software, con gài đặt vô vậy đó. Thì trái đất này mình có thân tứ đại đó là rất là khó chịu rồi nè nghe, bệnh tật đủ thứ trong người. Rồi thêm cái ái nữa. Cho nên mình ai mà thành Phật á về trái đất này á, tu rất là lẹ. Tu một kiếp mà thành Phật được, có thể nha. Nhưng mà tất cả các vị Phật đã tu rất là nhiều thành tinh, nhiều kiếp, có triệu kiếp. Còn chư thiên á, mà gờ lọt xuống trái đất này á, đa số là chịu không có nổi. Nhưng mà những cái chư thiên đầu tiên xuống đây á, là toàn là thân người, là tướng là cũng đẹp lắm không, như kiểu Ngọc Trinh rồi phải không. Nhưng mà nó xuống đây đâu biết tu, nó cũng còn thích đi show và thích làm model đó. Rồi kiếp sau lọt xuống nữa, nó lọt dài dòng xuống, rồi khi nào á nó thành ra dân chúng của African á, thì lúc đó nó khác nữa. Cái kiếp đầu tiên mà vừa trời xuống, dung mạo vẫn còn ở trên kia. Cho nên khi nào con ra đường á, những đứa nào mà tướng mạo mà đẹp đẹp á, toàn lại trên xuống rồi, sư phụ coi cốt đa số là vậy. Rồi chỉ có kiếp thứ hai, kiếp thứ ba á, lúc đó hơi mệt á. Mà được có một cái là cha cho mình ân phước. Ân phước là gì biết không? Phước là có 100 năm. Rất là lẹ, mình thấy lâu nhưng mà thật sự lẹ. Giống như mình học một cái lớp học lẹ thì mình ra trường lẹ. Thì cái trái đất này 100 năm nó lẹ lắm. À, thấy chớp mắt vậy qua 100 năm mà thấy một ngày nào anh hùng oanh liệt, hôm nay đi lưng cực hiểu cộng lưng đúng không? Đây nào nhớ anh hùng. Chứ còn mà mình mà sống 200 năm thôi, trời ơi, đó là một cái torture cực hình, làm sao chịu nổi. Một ngày sáng thức dậy tôi phải đi qua bao nhiêu động tác, tôi phải coi bữa nay tôi uống loại thuốc gì, tôi ăn được cái gì, rồi tôi tắm chưa, rồi tôi phải mặc đồ gì. Ô, nó mệt đủ thứ chuyện phải đối phó hàng ngày đúng không. Con người của mình khổ quá. Cho nên trên cũng thương, mai là cho 100 năm. Cho mình mà sống 300 năm mà kiểu này chắc là thôi mình chịu không có nổi. Thế hồn nhiều lúc cũng Bắc Cô Lô Châu là tầng thứ nhất là ông chủ. Nó cũng cùng có hệ với mình, nhưng mà nó là một cái nơi xa lắm. Hiện bây giờ chỉ có đi bằng tâm thức là những cái người mà Phật Bồ Tát họ đi được. Còn của mình á, trong cái gì, trong cái hành tinh của mình, trong cái solar system của mình, chính hành tinh á là ngay đây thôi mà mình đi chưa hết nữa.
đi qua mất thôi mà còn còn bữa giờ đi chưa tới nữa. Mà sư phụ hỏi à, sư phụ hỏi thành tinh mất với mộc tinh, thổ tinh, quả tinh nữa có người ở không? Cái gì nói hồi xưa đều là có người giống như mình hết, họ cũng có đời sống như đó. Đến khi mà nhân loại hồi thời xưa giống như mình từ hai dimension, thì đến khi họ văn minh lên á, họ không cần thân người nữa, họ chỉ cần sống giống như là trên cõi chư thiên vậy, nhưng mà họ vẫn dùng trái đất, họ vẫn ở trên đó. Nhà cửa của họ ngày xưa họ cũng xây bằng mạch siêu như mình, hôm nay nhà cửa của họ trong vô vi, họ cũng đang ở trên đó. Thì khi họ văn minh lên là họ họ sống vậy đó. Thì hiện bây giờ trên mót trên đó cũng đang có người sống. Còn những cái mà bây giờ mà phi thiền mình lên mà mình thấy tượng Phật đồ trên đó đó là đã tiền cổ rồi. Đối với họ là thời xưa xưa rồi. Cũng giống như ông thần, ông cần cần có cái nhà để ông vô ông ở đúng không? Bữa mấy đứa làm á, thì ở trên đó đó, từ loài người thành ra những chúng sanh ở đó là những chư thiên. Họ làm ra những cái nhà, những cái thành phố của họ bằng electric, bằng tâm thức. Thì họ hiện bây giờ cũng còn ở đó. Có một số họ đi xuống trái đất của mình đầu thai làm người để mà họ dạy cho chúng ta. Có một số nữa đó. Bởi vì bây giờ con thấy ở trong chỗ nữ hoàng Anh hay là trong chỗ vua Charlie gì đó, nhiều lúc nó cũng nghi nghi mấy người đó là người thành tinh không. Thì những cái người Illumina, mấy người giàu của Trinh Ca Tiền Federal đó, họ là mấy ở bên đó qua không. Trời, nhiều máy quay quá. Tại vì nãy không có máy quay cái mình không khớp, mình nói chuyện hay hay, cái nhiều máy quay quá cái khớp không dám nói chuyện. Năm cái luôn hả? Năm cái luôn. Cái trái đất này á, là một trong những đề dân kìa, là một cái hành tinh mới nhất của trong cái vũ trụ. Mấy gì nói mà đò mình nó là trẻ nhất, nhưng mà nếu tính ra nó cũng đã mấy trăm nghìn năm rồi đó. Tỷ rưỡi năm. Mà mấy vị nói không, cái trái đất này nó còn mới lắm. Fresh new à, nó còn new mà đã là tỷ mấy năm rồi đó. Bởi vì cái thời gian á, mình cứ nghĩ là lâu, nhưng mà thật sự trên kia không có tính lâu. Bởi vì bữa giờ mấy vị nói ngày đi rời khỏi thiên đình có 3 ngày hả? Nếu tính ra tới ngày hôm nay có 3 ngày dù vẫn là so với mình là đâu có bao nhiêu, mà đã tái sanh khắp trong cái dãy ngân hà biết bao nhiêu thành tinh rồi, là mấy trăm nghìn năm rồi, mấy nghìn kiếp luôn. Còn nếu mình so lại với thời của Châu Văn Dương xưa là nói với lịch sử là mấy nghìn năm, ở trên kia nó chỉ là một cái vài cơn gió thoảng thôi, nãy giờ biết như gió thoảng rồi đúng không, sáng giờ là đã qua mấy nghìn năm từ thời cưỡi ngựa cầm kiếm mà hôm nay mặc quần jean chỗ này là không có lạ gì hết. Thường mỗi cái đó là mỗi một kiếp một cái bài học khác, hay là tại vì mình học mình chưa có tới rồi mình cứ tại vì nhân loại học chậm quá, thì cho nên mỗi một cái giai đoạn á, nó giống như kim đồng hồ thù giải thích á, là phút giờ rồi tuần rồi tháng rồi ngày, thì nó theo cái gear mà trong cái máy đồng hồ điện tử, không phải đồng điện tử nha, đồng hồ nó chạy vậy đó, thì cứ đúng một cái chu kỳ của nó là 5 năm 10 năm gì đó, thì ở trên nó mới cho một người siêu nhiên xuống đầu thai làm nhà bác học giống như ông Einstein gì đó, cho mình một cái thách nhau gì chút chút thôi, lẹ quá mình chạy thì không có kịp. Rồi lâu lâu á cho thằng Steve Jobs cho mình cái thách gì, lâu lâu cái hôm nay mình sắp qua thời thượng quân cho thằng Elon Musk xuống, nó cho chút solar xuống để mốt mình không có chạy bằng xăng nữa đúng không, chứ hồi xưa ai đâu mà tưởng tượng được xe mà chạy không cần xăng. Trời đã, hồi xưa đâu có ai bao giờ nói là
cái điện thoại này vừa thấy mặt bạn của mình nửa dòng trái đất, gia đình mình FaceTime á, đâu ai tưởng tượng được. Nếu mà thời xưa mà hiện giờ nó đừng nói thời xưa, con đem điện thoại này con đem vô những cái bộ lạc mà quê mùa á, họ quảng hồn á, họ nói mình người thành tinh á. Thì cứ mỗi một cái chu kỳ, mỗi cái giai đoạn ở trên cho một người siêu nhiên xuống. Thời nay á, tại sao mình thường nói trên mạng là Phật Thánh Tiên vô nước Việt Nam nhiều, tức là những cái trí chất xám trên thiên đình xuống đây nhiều lắm, để mà thành lập là một cái xã hội tan nát như hiện giờ của nước Việt. Mà tại sao thầy thành cường quốc thì mới gọi là có màu nhiệm, thì sau này người ta mới tin đạo Thiên Tâm, sau này người ta mới theo nhiều, là vì cái trí tuệ của thế gian không bao giờ những người ở trên xuống suốt thế gian. Đó là tại sao Đức Thầy xuất hiện, Sư Phụ xuất hiện làm người Việt, rồi bao nhiêu những vị hộ pháp tiên thánh đều đầu thai làm người Việt ở bệnh đầy luôn á. Mà biết mình là nhân tài, nhưng mà nhân tài là cũng do cái thần hồn của ở trên xuống đầu thai xuống, chứ không phải là nhân tài mà từ nước Việt mà sanh ra. Nước Việt sanh ra gần toàn là lâu nay nha, ăn với nhậu không, nhưng mà trong đó lẫn lộn có mấy ngàn đứa nhỏ là ở cõi trời xuống cũng đầu thai làm đứa này đứa kia, con ông cháu cha này nọ, lẫn lộn đủ hết. Thường sư phụ coi cốt của coi mấy ông, mấy thằng con của mấy ông bự á, cốt gì á dù biết hết. Ví dụ như con của ông Dũng, con của ông Phúc, con của ông Trọng, mấy này ở đâu tới này nói sư phụ biết hết, rồi làm được chuyện gì sư phụ biết luôn. Bắt đầu lạnh này đó, mới đây xuống lạnh lẹ ta. Ok rồi thôi tắt đi để mặc áo lạnh. Ồ vậy qua đó nè hả, để lấy cái áo đi chắc ăn. Thank you.